xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, với địa hình nhiều đồi núi, là một trong những điểm nóng về nguy cơ sạt lở mỗi khi mùa mưa tới. Hiện trường vụ sạt lở đất năm 2018 ở ấp 3 xã Phú Sơn vẫn còn. Những ngôi nhà bị đổ sập, vùi lấp. Nơi ở của hàng chục hộ dân trước đây, nay chỉ còn là những đống đổ nát. Đây là những gì còn sót lại của một căn nhà sau trận lở đất kinh hoàng năm 2018. Và chỉ có may mắn thì những người sống trong căn nhà này mới thoát khỏi tử thần khi những vạt đồi trên kia ập xuống. Những người mất nhà cửa sau lở đất đã di rời tới nơi ở mới. Còn những người bám trụ ở lại cũng thận trọng hơn. Nếu mà mưa quá thì mình ăn trước thôi, tức là mình đứng về sau. Dạ. Yeah. Bảo đảm cái tính mạng của người mình trước đã. Đầu mùa mưa nó vẫn đến là bảo và đảm bảo. Nếu mà có gì ấy quá thì ai mà có nguy hiểm thì giờ cái hội trường cái xa đó để nó bảo đảm tính mạng. Rồi. Nếu mà ấy không có gì thì thôi, còn nếu có thì cứ việc đi. Rồi. Chính quyền nó đến nó bảo nhắc nhở vậy. Tại huyện Tân Phú có hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở. Đó là các khu vực đồi đất cao gần các tuyến đường giao thông và các khu dân cư. Để chủ động, những công trình chống sạt lở cũng đã được triển khai. Khu vực này trước đây thường xuyên sạt lở, đất đá tràn xuống nhà dân dưới chân đồi và tràn ra quốc lộ 20. Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho thực hiện dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở tại đây. Sau nhiều lần chậm tiến độ và có cả những vi phạm, dự kiến tháng 6 này dự án sẽ hoàn thành. Ở địa phương thì luôn chấp hành cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh và của huyện là ra quân tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu được cái chủ trương chính sách của nhà nước về cái xử lý cấp bách tạm thời này. Thứ hai nữa là vận động bà con nhân dân ở cái nơi mà có nguy cơ sạt lở cao đến ở nhà người thân của gia đình của họ. Những người nào mà không có người thân thì xã bố trí địa điểm của ban chỉ huy sự xã tạm lánh thời gian khu vực mà lúc mà mưa to gió lớn. Dù vậy, trong mùa mưa bão, sạt lở vẫn có thể xảy ra, uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, ngoài vai trò của ngành chức năng trong kiểm tra giám sát và dự báo nguy cơ, thì sự chủ động phòng tránh của người dân vẫn là rất cần thiết.